lần đầu tiên hội ngộ. Có lẽ là duyên số do trời con sắp đặt bàn nên người đã ra không khứa mạng cho tôi. Thì bây giờ tôi xin từ biệt, ngày mai tôi trở lại bạc vàng tươi tầm xe cắm trúc lộ lạc. Tôi đền ơn đáp nghĩa cho cô nương. Dạ xin tạm biệt những công nhận. Đẹp dễ sợ luôn á. Đẹp như một đó hoa giả quỳ vậy á. Giả quỳ là quỷ già. Đó là thật, đứng lại chờ em chảo xíu nha. Chê phải không? Thấy không? Tôi nói đồ ghét của nào trời sao của nấy. Cô nương lại đây. Sao? Tôi thấy cô với bạn tử là có duyên truyền kiếp hồi xưa đó. Có duyên hả? Bạn tử chứ có duyên. Bạn tử chứ có dạ. Thì ông tự giả ông về rồi. Ông ngủa. Chứ sao? Cái này là ông tơ bà Việt. Thấy không? Bắt nhịp cho hai đứa gặp nhau. Hả? Bây giờ xấu gì đâu mà xấu dạ mang vậy. Để biết thương chàng, muốn cùng chàng kết nghĩa phụng loan. Rồi. Nói chưa? Nói rồi. Nói rồi. Nhưng mà chàng hỏi là nếu chàng trở về bao nhiêu ngày thì dẫn qua đây gặp chứ. Đó, đừng nói em nói nha. Xấu chuyện này bây giờ ta gọi là xấu bá đạo nè. Đông cung thái tử. Đông Đông cung ơi. Chàng ơi, nàng kêu kìa chàng. Dạ. Chắc hay bí nương gọi tôi có chuyện gì. Từ lâu gặp nhau, hôm nay xin được hân hạnh được biết cô nương. Chẳng hay quý danh của cô nương là khi thế có thể nào cho tôi được biết không hả? Chúng tôi đâu có thái tử biết danh gọi Ngọc Quỳnh Lân. Ồ đẹp, đẹp nha. Dạ. Cái mà tên Lân đẹp nha, Lân. Cái mà tên Lân. Đâu cũng ơi, đâu cũng đi rồi. Thích bằng lòng chàng trở về nơi cố địa. Nhưng mà bao nhiêu ngày chàng trở lại nơi đây. Nếu chàng không trở lại, chàng đi luôn làm sao thích biết được. Tại vì ông nội giá không kêu thầm nói mà ông kêu giấu á. Ta hiểu rồi, có nghĩa là lời nói là đầu mối chót lưỡi, phải có việc gì làm tin. Mà ai kêu nàng chỉ nàng nói vậy? Nội giá kêu mà giấu. Bà Tám ngồi nhận biết hả? Tôi nói với cô, tôi nói đó tôi nói mày. Bà Tám, trời ơi trời. Tao vô tới nước đường cùng mà ngồi suốt bạn suốt bạn. Bà thử đi, cái gì? Dạ giờ muốn khế bắn chanh đi. Dạ về muốn khế bắn chanh. Dạ để gì mới làm tin, để gì bây giờ nè không để gì tin gì để nè, cô hỏi hạn mấy ngày tới nè, em chỉ cho hòa tử nha. Rồi nói là 30 năm nữa nhớ nha, nói em nói vậy đó nè nói gì rồi bình tĩnh, bà biết không? Biết chết bà liền, hứa hẹn không? Bà biết chết liền. Bà đâu bà xuống vậy hả? Bà đâu bà xuống này bà không biết ở bồng lai thiên cảnh tên núi ha, ngày về nó khác biệt với ai dưới đáy đại ha. Dạ thưa quý nương Ngọc Quỳnh Lân, thôi được rồi, ta hẹn với nàng là khoảng chừng 30 năm nữa ha. 30 năm nữa ta hả? Thì ta thấy ta rước nàng về làm vợ. Thiết bằng lòng. 30 năm nữa rồi, thấy không? 30 năm, hai chúng mừng thứ ngon. Đúng rồi, giờ xin tạm biệt hẹn nhà, gặp lại. Dạ khoan. Đợi em chút, khoan nè. Từ hồi sáng đi có uống thuốc chưa? Uống rồi, uống nửa phần à. Ông ngủ với cô gì vậy? Ông nói đi, ông về nơi Đông Quốc 30 năm nữa, ông đến đây ông rước tôi. 30 năm nữa hả? Không. Lúc đó chung mỗi gối trùng nó trơn già rồi, chết rồi, chết. Nhạc nhậu này cũng buồn rồi. Rồi sao? Ông nói chăm ra. Rồi sao? Nó tình. Hẹn ông 3 ngày thôi. 3 ngày thôi. Đừng nói em nói nha. Đừng nói ha. À dạ. Ông không thấy tự ra. Sao? Bây giờ đồng ý rồi phải không? Nghe nè, 30 năm nữa lâu lắm. Lúc đó chân đã bội, gối đã dùng. Tôi già lắm rồi. 30 năm lẻ lắm. Không được. Chứ bao nhiêu? 3 ngày thôi. Bởi vì ông nội giám ông kêu tôi nói mà ông kêu dữ quá. Thôi mình đi chuyện quấn thôi đó. Đứng hình với mi luôn nè. Như vậy là hứa còn sao để số bạn là vậy? Trời ơi. 9 ngày mới mở miệng, người ta hẹn 30 năm bây giờ qua bảnh chỉ lại hẹn 3 ngày. Thầy nói mà tử nghe nè, mình nói đại nói đùa đi. Mình đi tới trên mắt bắt đắt rồi. Nói vậy cho nó thấy mình nói thiệt hả? Xin ta nói 30 năm xa lắm, xa mà cắt lòng đúng không? Thôi được rồi, ta bằng lòng hẹn nàng 3 ngày nữa. Lúc lễ cầu cao ta rước nàng về gặp vợ. 3 ngày nữa lúc lễ cầu cao. Tin chưa? Được, hẹn mãi một con chàng lá. Xin tạm biệt. Nữa. Từ từ nha. Hồi nãy vậy, bây giờ vậy. Từ từ. Sao cản đường qua vậy? Từ từ nha.